Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Bạch Thư Trung Quốc nhắc tới Việt Nam quyết bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Bạch Thư Quốc phòng mới được công bố của Trung Quốc có nhắc đến Việt Nam và Biển Đông, đồng thời nói rằng các lực lượng vũ trang của quốc gia đông dân nhất thế giới quyết tâm bảo vệ chủ quyền ở vùng biển tranh chấp giữa bối cảnh tàu chấp pháp của cả hai nước đối đầu gần bãi Tư Chính ở Trường Sa. Tài liệu có tựa đề Quốc phòng Trung Quốc trong thời kỳ mới viết rằng tình hình biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, nhìn chung ổn định và cải thiện trong khi các nước trong khu vực đang xử lý phù hợp các rủi ro và khác biệt. Trong tuyên bố cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không nhượng bộ trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải, Bạch Thư Quốc phòng ra ngày 21 tháng 7 nói rằng mục tiêu cơ bản của chính sách phòng thủ quốc gia của quốc gia đông dân nhất thế giới là nhằm bảo vệ các quyền lợi và chủ quyền hàng hải của Trung Quốc. Các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa và quần đảo Điếu Ngư tranh chấp với Nhật là các phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc thực thi chủ quyền quốc gia để xây dựng cơ sở và triển khai khả năng phòng thủ cần thiết trên các hòn đảo và bãi đá ở biển Nam Trung Hoa, cũng như thực hiện các cuộc tuần tra ở vùng biển quanh đảo Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Tài liệu có đoạn xin trích: Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua đàm phán với các quốc gia trực tiếp liên quan tới cơ sở tôn trọng các dự kiện lịch sử và luật quốc tế. Bạch Thư Quốc phòng còn nói rằng Trung Quốc tiếp tục làm việc với các nước trong khu vực để cùng duy trì hòa bình và ổn định, cũng như kiên quyết duy trì quyền tự do hàng hải và bay ngang của tất cả các nước theo luật quốc tế. Hoa Kỳ, quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, thời gian qua từng tiến hành các hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, dẫn tới phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh. Hồi đầu tháng 5, hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ có tên là Red Bull và Trung Hun đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý gần đá Gavin và đá Gagma, hiện thuộc kiểm soát của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói rằng các tàu của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng biển gần các đảo mà không có sự cho phép của Bắc Kinh, và Hải quân Trung Quốc đã ra cảnh báo buộc các tàu này phải rời đi. Một số động thái có liên quan của các tàu Hoa Kỳ đã xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và phá hoại hòa bình, an ninh và trật tự của các vùng biển liên quan. Trung Quốc không hài lòng và mạnh mẽ phản đối điều này, ông cảnh sảng nói. Trong khi đó, liên quan tới động thái trên của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng sau đó lên tiếng ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Bạch Thư Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đang tăng cường các liên minh quân sự ở Thái Bình Dương và củng cố việc can thiệp triển khai quân sự, gây thêm phức tạp cho an ninh khu vực. Tài liệu này cho biết thêm rằng kể từ năm 2012, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc đã triển khai các tàu tham gia hơn 4.600 cuộc tuần tra an ninh hàng hải và 72.000 hoạt động thực thi luật pháp và bảo vệ quyền lợi. Bạch Thư Quốc phòng cũng nhiều lần đề cập tới Việt Nam, trong đó nhắc tới việc Trung Quốc đặt ưu tiên hàng đầu nhằm xử lý các khác biệt và tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau nhằm duy trì sự ổn định láng giềng, cũng như việc Bắc Kinh đề xuất thiết lập đường dây nóng quốc phòng trực tiếp với Việt Nam. Tài liệu này nói thêm rằng kể từ năm 2014, 5 cuộc họp cấp cao về biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được tổ chức. Đây cũng là năm Bắc Kinh đã đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình rộng lớn ở khắp đất nước Việt Nam. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Bạch Thư Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng kể từ giữa năm 2016, Trung Quốc và Philippines tăng cường đối thoại về an ninh biển, đưa hai bên trở lại xử lý vấn đề Biển Đông thông qua việc tham vấn hữu nghị. Năm 2016 cũng là năm tòa án trọng tài thường trực PCA ở La Hay ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về Biển Đông với Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống khi đó của nước này là ông Benigno Aquino khai mào.
Tuy nhiên, theo giới phân tích, sau khi nhậm chức, người kế nhiệm ông Aquino là ông Duterte dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Sau khi sách trắng quốc phòng của Trung Quốc được tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Mark Esper hôm 4 tháng 8 chỉ trích Trung Quốc gây bất ổn khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương theo Reuters. Hãng tin Anh cho rằng bình luận trên của ông Esper trong chuyến công du đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có thể thổi bùng căng thẳng trong mối quan hệ hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington quanh cuộc chiến thương mại. Reuters cũng nhận định rằng Trung Quốc quyết tâm tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đã gây quan ngại trong khu vực và rằng Mỹ đang thách thức việc Trung Quốc tìm cách làm bá chủ hàng hải bằng cách củng cố quan hệ với các quốc gia muốn đẩy lùi Bắc Kinh. Chúng tôi tin chắc rằng không một quốc gia nào có thể hoặc nên thống trị vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và chúng tôi đang nỗ lực với các đồng minh và đối tác để xử lý các nhu cầu an ninh cấp bách của khu vực, ông Esper nói với phóng viên ở Sydney. Chúng tôi cũng cương quyết chống lại hành vi hung hăng đáng ngại cũng như hành vi gây bất ổn của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo Reuters, Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực lo ngại cũng như làm Mỹ tức giận khi lắp đặt các thiết bị quân sự trên các hòn đảo nhân tạo nước này bồi đắp phi pháp ở Biển Đông. Theo hãng tin này, ông Esper và Ngoại trưởng Pompeo đã gặp người đồng nhiệm ở Sydney hôm 4 tháng 8 trong diễn đàn an ninh thường niên. Tin cho hay Mỹ và Úc cam kết tăng cường chống lại các hoạt động của Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương. Cục Kiểm ngư Việt Nam đã được bàn giao hai tàu kiểm ngư được sửa chữa và nâng cấp với tài trợ của Nhật Bản. Trang mạng tin tức quốc phòng Jens Navy International hôm 1 tháng 8 cho biết hai tàu mang ký hiệu KN-595 và KN-596 đã được công ty đóng tàu Hồng Hà giao cho Cục Kiểm ngư vào ngày 30 tháng 7. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời phỏng vấn của trang mạng Jens xác nhận hôm 2 tháng 8 rằng hai tàu kiểm ngư này là một phần trong gói viện trợ gồm 6 tàu kiểm ngư mà chính phủ Nhật Bản đã thông báo vào năm 2014 và được Ngoại trưởng Nhật lúc bấy giờ, ông Fumio Kishida, phê chuẩn vào tháng 8 năm 2014. Trang tin tức quốc phòng Gen dẫn lời người phát ngôn Nhật Bản nói rằng Tokyo viện trợ các tàu kiểm ngư cho Việt Nam theo nguyện vọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ trong nỗ lực tăng cường khả năng chấp pháp, giám sát việc tuân thủ luật pháp trên các vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam. Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản cho biết Tổng cục đã nhận hai tàu KN-595 và KN-596 và xác nhận rằng hai chiếc tàu được sửa chữa, cải hoán và nâng cấp từ hai chiếc tàu do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Tổng cục Thủy sản cho biết hai tàu KN-595 và KN-596 sẽ được bàn giao lại cho Chi cục Kiểm ngư vùng 5 Kiên Giang sử dụng. Lễ bàn giao tàu kiểm ngư có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Dương Thanh Trương và lãnh đạo của Tổng cục Thủy sản, lãnh đạo công ty đóng tàu Hồng Hà. Phát biểu trong buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến nêu bật vai trò của lực lượng kiểm ngư là bảo đảm thực thi pháp luật chuyên ngành thủy sản, phối hợp cứu nạn và tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước. Theo trang tin điện tử của Tổng cục Thủy sản, hai tàu kiểm ngư vừa được bàn giao, mỗi tàu có chiều dài lớn hơn 56m, chiều rộng lớn nhất 9m, lượng giãn nước 1.073,65 tấn, vận tốc từ 12 đến 14 hải lý giờ, thời gian hoạt động trên biển tối đa 45 đến 50 ngày đêm trên biển. Hà Nội gần đây đã có những hoạt động, những động thái công khai bày tỏ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt sau khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ tống vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tổng cục Thủy sản hôm 29 tháng 7 cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
để giúp ngư dân bám biển và cùng với các lực lượng khác bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Và một điều rất quan trọng, xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.